Đây là đài truyền thanh xã Tất Thắng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi thông báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Tất Thắng. Vừa qua, ngày 12 tháng 12 năm 2021, chúng tôi nhận được nguồn tin có đối tượng lạ đi xe ô tô màu đỏ đã đưa thuốc cho một số hộ dân đang cách ly dọc theo quốc lộ 70D, chủ yếu khu 8 và khu 10. Qua kiểm tra và xác minh số thuốc trên, lọ thuốc có màu vàng có ghi trên nhãn mác là dược liệu trị COVID-19 của công ty cổ phần tập đoàn Havimax, địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay công dụng của loại thuốc nêu trên chưa được Bộ Y tế cấp phép trên thị trường. Vậy Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Tất Thắng khuyến cáo bà con nhân dân không nên sử dụng. Đó là cảnh báo liên tục được phát trên hệ thống loa truyền thanh xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ những ngày gần đây. Khuyến cáo người dân không nên sử dụng lọ dung dịch lạ có tên dược liệu trị COVID-19 của gia tộc Nguyễn Bá. Sau khi mà nhận thấy cái nguồn thuốc này thì là nó ghi là thuốc đặc trị gia truyền, nhưng nó trong này nó ghi này, đúng không? Cái gì nam là 7 giọt, nữ là 9 giọt đấy, cho nên là từ đấy anh thấy nguồn đấy là không ổn. Và trước tiên vận động tuyên truyền người dân đây này, thì là vận động tuyên truyền người dân thuốc này trước mắt là chưa có nguồn gốc, đúng không? Chưa nguồn gốc thì tôi khuyến cáo bà con nhân dân là cái này. Thì chúng tôi sẽ kiểm tra xem nguồn gốc như nào. Ngay khi nhận được khuyến cáo của chính quyền xã, tất cả hộ dân nhận được lọ thuốc dược liệu lạ đã chủ động giao nộp. Đây là 41 lọ màu vàng được ném vào nhà dân. Trên nhãn ghi là dược liệu điều trị COVID-19 của gia tộc Nguyễn Bá, công thức bí truyền Hải Thượng Lã Đồng. Theo phản ánh của người dân, đầu tháng 12 này xuất hiện một nhóm người lạ đi ô tô ném các lọ dược liệu này vào nhà dân đang thực hiện cách ly. Nhận thấy từ cách phát thuốc lạ đời, lọ dược liệu thông tin bất thường, người dân không sử dụng mà thông báo ngay cho chính quyền xã. Nhận được thông tin này, phóng viên đã liên hệ làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Tất Thắng để tìm hiểu thêm thông tin. Theo chia sẻ của ông Đinh Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tất Thắng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã đã tích cực tuyên truyền trên loa truyền thanh, khuyến cáo bà con không nên sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc và chưa được cấp phép. Thì mình cũng bên ban chỉ đạo COVID, trong phòng chống COVID của xã tuyên truyền bà con nhân dân là trước mắt thì là thu lợi thuốc này, và hai là không nên sử dụng, đúng không? Không nên sử dụng. Nếu như mà trường hợp mà chúng tôi mà kiểm định mà cơ quan cấp trên khẳng định thuốc này có thể uống được thì chúng tôi sẽ trả lại cho bà con nhân dân, bà con nhân dân sẽ uống. Còn bây giờ hiện tại thì những thuốc này nó chưa có nguồn gốc, đúng không? Cũng liên quan đến dược liệu trên, qua điều tra của báo Dân Việt, dược liệu điều trị COVID-19 của gia tộc Nguyễn Bá cũng xuất hiện ở thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Bến Tre và Đồng Nai bằng hình thức biếu tặng, cùng với những lời đồn thổi được đưa vào các khu cách ly, điều trị khỏi cho hàng nghìn bệnh nhân mắc COVID-19. Thế nhưng, xác minh từ các địa phương trên đều khẳng định nhãn mác không đúng quy định, không ghi thành phần thuốc, thể tích, không tiêu chuẩn chất lượng, không đáp ứng quy định về quản lý dược, đặc biệt chưa có chứng cứ khoa học rõ ràng nên không cho phép sử dụng. Sở Y tế coi lại thì không có số đăng ký, nên đó là không có chỉ định sử dụng cho người bệnh được. Nên đến nay tụi anh cũng chưa sử dụng lò nào cho người bệnh hết. Theo cái kiểm tra của bên Sở Y tế á, người ta cũng trả lời là những cái nhãn mác ở trên cái chai thuốc thì nó cũng không có đúng cái quy định của Bộ Y tế. Rồi cũng không, trong chai thuốc thì cũng không có ghi cái thành phần mà của thuốc á. Rồi nói chung là về các cái thể tích, rồi ngày sản xuất, rồi tiêu chuẩn chất lượng á. Do đó thì ở địa phương đã đang có cái đề xuất sẽ quỷ. Còn theo đánh giá từ Phó Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam về cái gọi là dược liệu điều trị COVID-19 của gia tộc Nguyễn Bá, chỉ là sản phẩm tự làm rồi tự phong công dụng, không có cơ sở khoa học, cũng như được cấp phép lưu hành, cho nên người dân không nên sử dụng. Việc phòng điều trị COVID-19 phải theo khuyến cáo, chỉ định của cơ quan chuyên môn là y tế, tránh sử dụng dược liệu không rõ nguồn gốc gây ảnh hưởng đến tính mạng.